Bên trong viện chị cô chú ấy, hôm nay em lại đến quầy đồ cũ có rất nhiều. Em đi Marang cũng như là của Sony thì em sẽ quay một vài em cho quý vị anh chị cô chú cùng xem. Có mấy cái đầu đát nữa. Trước mặt thì là một cái băng đầu đát của thằng Victor nha quý vị nhé. Victor XS XD Z700 gọi giá 27.500 thì đương khoảng tầm 5 triệu 7 Việt Nam đồng bên này. Con này xuất 1990 bằng 3 tháng. Nó nặng tầm 7-8 cân đó. Có điều kiện đi kèm nha quý vị nhé, điều kiện bên này. Con này thì đát này. Bảo hành 3 tháng. Sản xuất 1990. Đát. Và nó bọc trong túi bóng rồi đấy. Màu đen nên quay vòng hơi khó nhìn một chút. Có cổng CD này. Đây là phải cổng CD không? Còn bên này là màn hình LED, màn hình hiển thị CD. Nó nặng, hai con chồng nhau nên không quay phía sau cho quý vị anh chị cùng xem được. Bên trên là một em TIAC khác, TIAC AD RVK900 USB CD cassette. Con này thì có cả cassette, cả USB, cả CD, cả thứ ghi âm luôn, USB các thứ. Cái này thì không có giải mã hay gì cả. Đấy. Thay quay sơ qua thôi. Tập trung vào nội dung chính video hôm nay. Đây là một em Marang PM11S1 nha quý vị nhé. Cũng nhiều anh hỏi con 11 con 11S này. Nhưng thực ra là nó đắt nên là hầu hết là các anh hỏi xong cũng hỏi tham khảo thôi là chính. Em cũng hiểu thôi vì nó cao quá. Đây, ví dụ con này là 14.300 cả thuế nha quý vị nhé. 143.000 cả thuế nha quý vị nhé. 143.000 cả thuế nó tương đương khoảng tầm gần 30 triệu rồi. Đấy. Con này giá mới nó là 75.000 350.000 cơ. 350.000 nó tương đương khoảng tầm 73-74 triệu gì đấy Việt Nam đồng. Này nó cao lắm. Đấy. Nhìn thì nó rất là đẹp nha quý vị. Con này nó có bị vết ở đây thôi. Này móc một chút nhưng mà nó rất là đẹp. Đấy. Không vì nó người ta để mấy cái loa trầm cũng như là cái dàn Yamaha này để bật nhạc nên là không quay phía sau được. Đây là một em loa Victor người ta để người ta cắm con này không biết người ta gõ trong iPod kia là người ta đang bật thật sự nhạc ấy. Đây này, đây là một em Sansui AU cộng 607MR có giá là 49.500 sau thuế. 500 là tương đương khoảng tầm 11 triệu rồi quý vị. Chất 1995, hành 3 tháng, nói chung là mọi thứ đều ok. Ngoại quan là rất là đẹp đấy. Bởi vì nhiều bác bảo là quay nó nhỏ, thực ra nó thật quý vị là đến quán người ta, chẳng nhẽ mình đi quay người ta, mình đã gọi là quay cái trộm này, cần quay nói to ăn mày rồi xứ gốc ấy. Nó đập cho thì không trượt phát nào thì em về em sẽ tăng tiếng, nhưng mà nhiều lúc quý vị đi người đường nghe nó hơi khó, ở đâu hơi khó thì đeo tai nghe vào này vẫn nghe to nghe mà nha. Cái đấy quý vị giúp em cái chứ ăn mày mà rồi xứ gốc nó đập chết. Đây là một em Sansui AU A+607MR nha quý vị nha, khá đắt. Tiếp theo một em Marang SC11 này. Con này thì bất tải lại 11S1 nha quý vị nhé. Bây giờ đây là SC11 này, con này cũng cao, rẻ hơn con kia một xíu đó. Con này thì ba hồi bằng gỗ, nó đẹp hơn con kia, nếu mà cũng có cái nét đẹp riêng. Con này giá là 140.800, tương đương khoảng tầm 30 triệu. Tương đương khoảng tầm 29 triệu, 30 triệu đấy. Con này thì nó phải tầm 32 triệu, chứ không phải là 30 triệu nữa, phải là 32 triệu. Con này nó tương đương khoảng tầm 30 triệu, sản xuất 1983. Con này đời nó sâu hơn. Một 5V và
50 ohm. Nói chung hồ gỗ còn rất là đẹp. Bên mặt bên ngoài mặt phay này thì còn tuyệt vời luôn. Đẹp như mơ. Các cái nụm vặn còn rất là ok luôn. Đẹp, nói chung một từ xuất sắc. Tiếp theo em đang MM7055 này. Đây, nó cũng là một cái âm ly nhỏ 5 kênh nhé. 170W nhân 5 kênh quý vị ạ. Khủng quá nhỏ. Còn tên đơn 700W 7 rồi. 6 đối với 6 ohm. Có giá cũng rất là chát. Đây là 88.000. 88.000 thì đương đương khoảng tầm 18 triệu Việt Nam đồng. Wow, nó nặng như 20 cân đấy quý vị. 18 đôi 10 gì đó. Đấy. 220.000 một cân. Với đường khoảng không 10 ngày về. Và 120.000 một cân đi đường biển để 2,5 tháng về. Nói chung là cũng cao. Tiếp theo một em âm ly neck rất là đẹp. Neck này thì cũng nặng lắm, hơn chục cân. Thì em có thấy sờ đấy mà thấy nặng là em ngã đó. Thì nặng cước này là không, nó không có lợi cho quý vị khách hàng mua hàng. Cái này neck âm 10 tay series 3, sản xuất năm 1986, bán năm 1986. Anh 3 tháng này, xuất lực là 240W đối với 4 ohm và 120W đối với 8 ohm. Tần số 5Hz đến 300kHz. Nè, cái nút tiếng thứ còn rất là đẹp chứ. Bọc trong túi bóng nữa còn gì nó long lanh hơn nữa. Nói chung là đẹp lắm nhưng mà nó màu đen hơi khó nhìn rồi đấy ạ. Quý vị thông cảm một chút. Nó lóa quá. Thôi, bỏ qua. Ở đây là một em Sansui AU cộng 607 nó bị hỏng này. Nó bị hỏng gì đây? Con này thì xuất âm. Nhưng mà trái phải nó ban lan sự nó không đều, nó là cân bằng trái phải, âm ra bên trái và ra bên phải nó không đều nhau. Đấy, còn ngoại con nó cũng còn rất là đẹp. Ngoại hình đẹp. Âm suất ok nhưng mà trái phải ở âm thanh nó không đều nên là người ta bán hàng hỏng. Với giá 15.000 chưa thuế. 15.000 chưa thuế thì nó tầm 16.500, 6.500 3.500. Cước thì nó vẫn thế không thay đổi nha quý vị nhé. Đây, tiếp theo là một em đường ông DVD A11. DVD à, thôi con này chắc là cũng không quay nữa. Đầu DVD thôi nên em cũng không quay. Ở dưới đây thì có hai em, một em đường ông PMA390RE 22.000 cả thuế, tức là 4.6 triệu gì đó, xuất lực 100W. Và tối đa là 200W. 4 đến 16 ohm và 5 đến 105Hz cho đến 100kHz. Có giấy tờ đi kèm này, có điều khiển liên hông này. Đấy. Nói chung con này còn nguyên. Có giấy thuyết minh thì cái là không có hộp mà thôi quý vị. 4.6 triệu chưa cước vận chuyển nha quý vị nhỉ. Con này nó rơi tầm 8 cân đến 10 cân. Khá là nặng. 220.000 một cân. Tiếp theo là một em Pioneer, âm ly Pioneer AD1. Trước có một con rồi, hôm nay có thêm con nữa ở đây. Thì nó có giá là 11.000 sau thuế. 11.000 sau thuế thì tương đương hoạt động 2.3 triệu Việt Nam đồng. Xuất lực là 90W đối với 4 ohm và 70W đối với 8 ohm. Tối đa xuất lực 150W đối với 4 ohm. Đấy, nó có điều khiển luôn. Điều khiển bên hông này. Ta ghi đây có điều khiển cũ thì không thể tránh được những cái vết xước và những cái vết bẩn. Ở đây thì đối với hàng cũ thì không thể tránh được. Pioneer AD1 nha quý vị nhé. Đấy, thì đây là mấy con. Giữa này thì có một em Sony gì đấy. Một âm ly Sony F333ESX Series 2 có giá là 19.800 sau thuế, xuất 1.987. Bảo hành 3 tháng, công suất tối đa xuất lực là 280W với 4 ohm và 240W với 6 ohm. Nói chung là còn rất là đẹp. Speaker AB, A cộng B luôn này. Các nút thì đa số là nút vặn chứ không phải là ấn. Xuất 1987, người khá là sâu. Sony cũng rất là đẹp.
nhưng mà nó hơi màu đen nên em hơi khó quay nên em quay sơ qua. À, bên này có em chưa quay này. À, em Sony TAF22EZZ, con này thì 16.500 sau thuế, sau thuế rơi tầm 3,5 triệu Việt Nam đồng, à hơn một chút. Con này có đát luôn nha quý vị nhé. À, công suất xuất lực 200W đối với 4 ohm, 180W đối với 6 ohm, tần số thì từ 20Hz đến 20.000 kHz. Phụ kiện đi kèm thì không có gì, chỉ có cái dây điện đi kèm của nó thôi, nhưng mà không có mấy cái khác. Đấy. Thì con này thì có chức năng tất nhiên là vẫn đang AUX, CD các thứ bình thường. Phone AUX, đắt đắt các thứ. Mấy em này còn Onkyo này thì nhà giống con của em ở nhà này, L911M, nhưng con này limited của em, con của em là bạn thông thường. Con này thì nó cao hơn một chút, của em thì mua có 3.000, con này thì nó bán tận 11.000. Còn cái con của em giống con của em đầu kia nó hỏng thì bán 5.000, chứng tỏ là em mua con đấy chỉ giá bằng một nửa thôi. Thì thoảng săn được đôi em giá rẻ về cũng rất là vui, vì bình thường cái con dòng 911 này nó bán là 5-6 sen là bình thường nha quý vị nhá. Nhưng con của em mua con lượt nửa giá mà chơi rất là hay luôn. Đấy thì hôm nay là có mấy con về em quay lại cho quý vị anh chị cùng chú cùng xem nhé. Em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại trong các video lần sau. Rất chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị của chú trong thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.